Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Giúp Vô Tướng Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình trên tay giới thiệu với anh em một cặp Giúp Vô mới cập bến về kênh bên mình nha anh em. Hai dàn Giúp Vô rất là mạnh mẽ, ý nghĩa, cũng như là thể thao sport cho anh em trên tay sở hữu chơi nha anh em. Bên phải là em Giúp Vô Đồng nha anh em, khắc chìm mà chú đại bàng đang tung cánh bay ha, và cái nền là cái lá quốc kỳ Mỹ nha nè, hai biểu tượng của nước Mỹ ha, đó là chú đại bàng đang bay và lá quốc kỳ. Thêm một điểm nhấn là cái logo chữ USA ở dưới chân của Zippo nha nè. Em này thì dòng đồng đáy bằng nha nè, cũng rất là quen thuộc và sang trọng khi anh em trên tay ha. Càng bên trái là em Crom trắng, hãng khắc chìm mà logo của câu lạc bộ huyền thoại của giải La Liga Tây Ban Nha, Real Madrid nha nè. Câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha vừa lên chức vô địch giải La Liga ở mùa bóng năm nay nha nè, với huấn luyện viên Zinedine Zidane rất là tài giỏi, cũng như là một trong những huấn luyện viên trẻ hàng đầu thế giới hiện nay, cựu cầu thủ Zinedine Zidane ha nè, rất là quen thuộc với nhiều anh em. Em này thì dành cho anh em yêu thích bóng đá ha, và anh em yêu thích câu lạc bộ Real Madrid thì sở hữu em nó thì quá là phù hợp luôn. Thì hai em nó đều là hàng zin nha anh em, chính hãng Zippo Mỹ luôn. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, ấn nút đăng ký kênh Zippo Tướng Nguyễn ủng hộ luôn ha anh em. Và yêu thích hai em Zippo bữa nay thì cho mình xin một like nha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó thì cứ alo mình nha. Đây là em đồng anh em, khắc chìm mà chú đại bàng đang tung cánh bay ha, và lá quất kỳ Mỹ. Hai biểu tượng ý nghĩa của nước Mỹ ha nè. Mặt sau trơn bóng nha nè, đồng đáy bằng ha. Em nó hàng zin, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn, anh em cứ về chế xăng xin vô là dùng thôi. Rất là nhạy lửa, độ bền cao, giữ xăng lâu. Em này anh em chơi hoặc làm quà biếu và tặng cho người thân bạn bè cũng rất là ý nghĩa, sang trọng nha anh em. Chú đại bàng đang tung cánh bay, rất là thần thái nha nè. Có nhu cầu và xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình nha, cứ click vô đường link mình để vô mô tả ha nè. Đây mình trên tay nhanh với anh em đây ha, dòng chiếc vô đồng nha nè, rất là sang trọng bóng bẩy cho anh em trên tay ha. Còn đây là em Crom trắng, khắc chìm logo câu lạc bộ Real Madrid nè, câu lạc bộ huyền thoại của giải Tây Ban Nha cũng như là của giải đấu cúp C1 Champions League ha. Trên là chữ Real Madrid, ở dưới là cái logo hình vương miện của câu lạc bộ ha. Mặt sau trơn bóng anh em, em nó cũng lấy lõm luôn nha nè. Hàng zin nha. Chưa hề đụng chạm gì ha. Anh em cứ lắc nhẹ ngón tay cái là châm thuốc thôi. Anh em về cứ chế xăng xin vô là dùng. Em này thì mang yếu tố thể thao sport, dành cho anh em yêu mến bóng đá nha nè. Câu lạc bộ rất là nổi tiếng Real Madrid nha nè. Về giá hai em nó anh em cứ nhấn vô tiêu đề clip nha, sẽ hiện ra mô tả có giá hai em nó luôn ha. Bên mình thì giao toàn quốc nha nè,
Anh em kết em nào cứ alo mình nha. Ship toàn quốc cho anh em đam mê chưa? Nếu thích anh em like clip ha anh em. Và ấn nút đăng ký kênh giúp vô Tuấn Nguyễn ủng hộ luôn ha. Soi kỹ với anh em xem ha. Em một em Zippo chrome trắng. Em này rất là thể thao, sport, mạnh mẽ, trẻ trung cho anh em sở hữu ha. Mã vạch chính hãng đầy đủ luôn anh em. Giấy tờ kèm theo ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha anh em. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ nha. Nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha anh em. Tạm biệt anh em.